Admin dữ liệu admin thì em có thể chỉnh sửa được. Em vào cho anh cái phần quản lý slide này. Đây, đây là những cái slide mà được update được trang chủ nhá. Đây em edit này. Đấy, thì em thay đổi đường dẫn cũng như là chọn lại cái file mới. Thì ở ngoài này ấy, ví dụ khi mà em sửa xong ấy, em không thấy nó hiện thì em chạy cho anh cái lệnh là ppadtsan capture clear. Đấy, sau em chạy lại là được, thì nó sẽ thay đổi vào này. Bởi vì có thể là nó bị cách nhưng nó sẽ không chưa được update. Sau thời gian cách nó update, nhưng mà ở đây nếu mà để nhanh thì em thay đổi xong em gọi cho anh lệnh ppadtsan clear cache là được. Sau nó chạy lại thì ở đây quản lý slide nhá, là thay đổi được nhá. Thứ hai là ở dưới này ấy, ở dưới này thì em có thể vào cái file này em thay đổi này. Admin nhá. Và cho anh cái folder là layout. Đây, vào cho anh đi xuống view layout app master admin. Đấy, ở dưới này nhá. Thì em muốn sửa cái gì thì em sửa nhá. Đấy, dưới này thì sửa gì thì sửa. Đấy, thứ ba nữa là logo. Đây, hiện tại logo thì logo là vào phần app front end này này. Em vào cho anh phần header v2 này. Ở đây em sẽ thấy là đây là cái logo thì đang config này. Và là em có thể comment đoạn này lại nhá. Ở đây đường dẫn logo thì em vứt cho anh một cái ảnh vào public này, image này. Đấy, sau đó em lấy một cái ảnh bất kỳ trong này. Ví dụ như anh lấy ảnh kết này này thì em có thể thay cái này bằng cách là đây, asset này. Đấy, image này. Đấy, .png thì thằng này nó sẽ tự động hiển thị ra này. Đây, do ảnh này nó đang còn ảnh không màu này, nó là ảnh không màu nên là đây, ví dụ như anh thay bằng payment nhé. Do cái nền này nó đang nền không nền nên là nó sẽ bị mất. Đây đang thừa cái hai cái đấy, em nhìn thấy chưa? Đấy, đây thì em có thể thay vứt một ảnh vào trong này nhé. Sau đó em chỉ thay cái name này là được thôi. Đấy, còn để logo cũ của anh thì anh sẽ để như này cho nó đẹp. Ok.